học bài. Sếp học hỏi, lọc học bài. Thần chỉ một lúc cũng trụ qua lại. Sếp lọc, sếp lọc, sếp học một cái chữ. Học bài cái chữ, cấp đi. Rồi sếp văn học cốt, học một cái chữ, rồi cấp đi. Đây là cái góc độ này, là 10 寸到，第一个步骤10寸到，啊，唔好限距离得紧要。咁第二个步骤呢，我哋做呢，就可以调码啦，即係一玩玩到呢度，个狮口一过咗呢边，一细细弯开嚟，丁字码又照做，上下下上上，一定要擘开个口。呢度吸低嘅口落，咁一路做过嚟，逐少做呢啲基本动作。咁到呢边咧，